Theo báo cáo tại cuộc họp, mực nước trên sông Thao, sông Đà đang xuống chậm, nhưng lưu lượng về hồ Sơn La vẫn duy trì ở mức cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 2. Đáng lưu ý là từ ngày 26 tháng 6 đến sáng ngày 27 tháng 6 ở Bắc Bộ, tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng. Riêng Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao tiếp tục xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Nhà máy thủy điện Lai Châu đã tiến hành mở các cửa xả từ 14 giờ ngày 25 tháng 6 và đang duy trì 5 cửa xả mặt. Tính đến sáng ngày 26 tháng 6 đã có 14 người chết do mưa lũ, riêng Lai Châu 11 người và vẫn còn 11 người mất tích do lũ cuốn trôi. Đến sáng ngày 26 tháng 6, về cơ bản các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ đã được khắc phục tạm thời để thông xe. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 141 tỷ đồng. Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương chỉ đạo ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, tổ chức tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ chỗ ở, lương thực, thực phẩm, không để người dân bị đói, khát. Tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ trượt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời dân cư đảm bảo an toàn. Đặc biệt, Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương huy động các lực lượng, phương tiện xử lý các khu vực sạt lở, ách tắc để sớm thông tuyến giao thông, phục vụ công tác khắc phục hậu quả và ổn định đời sống nhân dân.